Bắt đầu à? Ừ, bắt đầu. À, đây là một số đề đề cho mình, nó cũng tương tự như thế này này. Nó cũng thông thường là sẽ tạo ba cái slide với ba cái ba bốn cái câu yêu cầu của nó. 20 điểm nhưng đèo quá. Thì sau đây mình sẽ vẫn làm mấy cái slide này. Đầu tiên này về này đi tỷ số một. Hồi đi số 4 ngồi đầu tiên à, đầu tiên câu số 1 là tạo một trình chiếu trên nền trên ba bờ một điểm, chọn màu style 1 cho nền background à, mở cái mới này. Ở đây yêu cầu là chọn chiếu dêm ba bờ, em vào design để chọn dêm, nhưng thông thường ở đây thì nó chẳng có tên đâu. Mình thấy ai à, cái nào giống thì mình kích vào thôi, nhưng hình như ở đây chẳng có nào giống có tên thì chọn brow, không có tên, bấm vào đây thì có tên đúng không, nhưng mà không biết tên là nó ra đăng ký chỗ này viết tên đầu bài yêu cầu này. không có chọn bừa thôi, chọn cái ba bữa chắc là giấy trắng đấy, tao nghĩ là giấy trắng Trang giấy trắng đâu anh này tại vì nhìn nó chẳng thể trắng toát lên gì cái bừa là nữa giấy đúng không, nên nó trắng toát lên gì nữa thì để giấy trắng background chọn cho tay một cho màu nền chuột phải này đây cách cách background tay này vào đây màu một đây không thì vào format background nhé, mình chọn màu đây màu này màu số 1 này hiện hiện nhau qua qua background một tức màu số 1 đây hiện số rồi luôn đây cách background 2 này cách hai, nói chung là background một thì màu một thì mình cứ chọn màu trắng thôi, nó màu trắng mặc định vào chế độ view slide master chuyển toàn bộ các slide sang chữ Arial, ở đây là đang để chữ Calibri sang vào view này chọn slide master này. Đổi toàn bộ sang kiểu Arial, mình vào phông này tìm Arial đây nhá, cả hai cái Arial đừng để chọn Arial tham luôn, chọn cả cái Arial luôn, cái trên là tiêu đề cái dưới là nội dung này, Arial trên là tiêu đề Arial dưới là nội dung này. Bấm vào chọn rồi à không đây chọn Office Classic 2 đây. Cái này không có có đây. Đấy hai cái đấy cùng, cùng Arial đấy thấy chưa. Giờ thoát ra nhé, thoát ra để bây giờ kiểm tra công chữ này. Đấy, để Arial hết này, hai chỗ Arial hết, cầu chữ này tăng kích cỡ footer lên 28 để nhìn đậm, vẫn vào view này, chọn slide master này, đây, chọn cái slide đầu tiên này, thì footer ở đây tăng cỡ lên 28 in đậm đấy rồi xong rồi thoát ra thoát là tự lưu mình tự lưu không có đăng tăng lên hay sao footer mà chọn đầu tiên footer với footer cuối cùng footer đã tăng lên tăng lên bên kia 28 rồi để chữ đậm nữa à, đi còn để chữ đậm nữa xong để cái lâu rồi cái lâu vào xem master cái lâu đấy có như thế là nó tự lưu rồi. Đúng không, trở lại chế độ nó viện nó ăn nó ăn tiêu để nhập nội dung ba slide như hình bên nhập bình thường thôi tên chữ về nhập hay bình thường nhá à, thu nhỏ lại đây này thu nhỏ đúng không nhìn cho dễ tạo thêm hai slide mới nhé. Hệ thống giao thông Việt Nam các lớp tạo cái slide mới lên trên cái nền mình vừa ấy đây đánh như cái hình bên cạnh nhá cái hình này. Chỗ tác giả thì tên mình thôi mình bị tác giả thôi thu nhỏ lại để ném nó vào đó.
Chỗ này thì để đóng khung với bạn. Mình chọn format này. Chọn bao khung đó. Chọn màu. Màu sau. Chỗ này cũng để saffin màu xanh. Rồi, màu này là màu trắng. Cũng có đường bao là màu đen. À nhầm, chúng ta sẽ sao lại màu đen. Saffin là đủ màu nền nhá. Saffin đủ màu nền này. Sao lại đủ viền bao ngoài này. Sao effect tạo ứng này. Tạo ứng cho cái cụ mà mình ngay. Nó xoay xoay xoay. Qua chỗ này chọn phông màu chữ này. Chỗ này là kiểu nền chữ. Chỗ để màu xanh nhỉ. Format đổi sang màu xanh. Outline màu xanh. Chữ màu xanh hơn. Chữ đậm này. Chúng chuẩn bị. Cái này cần chữ đậm. Rồi, cưới là mạng đến đáp không. À, đường bộ này. Sách cắt lắm. Ta vào là nó ra tàu kia. Dài nó vậy. Chấm 300 km. Gọi xong rồi, bây giờ tiếp tục nha. Gọi xong đoạn này rồi, thuê 3 để chấm đi. Không, chưa có nội dung thì có. Nói đi. Slide 3 chèn. Sử dụng 4 hình clip 3. Có thể là hình khác. Và hình sao của chữa 2 đi. Cũng chức năng hiện okay, okay, sử dụng 4 phân đoạn là sao? À, 4 phân đoạn có nghĩa là vào cái paragraph. Sử dụng đúng phân đoạn paragraph thì mình nhìn nó cũng tổng 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 màu. Thì khoảng cách giữa các dòng kiểu linh tinh nó giống giống nhau rồi. Mình không phải chỉnh tí nữa. Nên nhưng mà nếu mà đây khi mình chỉnh nó dí vào nhau thì sao? Và đây mình chỉnh khoảng cách giữa các dòng này. Đấy. Thông thường là để một chấm. Không thì cứ theo một cái của nó thôi. Không phải sửa gì cả. Để chỉnh paragraph giữa các dòng. Tức là chỉnh khoảng cách giữa các dòng. Tức là mình đánh làm sao để cho nó cái tỷ lệ nó tương đối so với cái bản đề bài. Cần tương đối được rồi. 3 điểm nữa. Mà chèn hình này nhá. Hình này
layout phải để trắng, chọn vào đây chọn kiểu layout, chọn kiểu trắng và anh bây giờ vào insert chèn là chèn cái hình ảnh trước hoàn toàn nó không nhá. Sao này đây rồi nhỉ, à đây rồi. Nền nền trắng nền xanh sau đấy là cái format này đến là da cam mà xanh da cam tao thấy màu xanh tao thấy nền trắng trên nền xanh đấy là màu da cam đúng không? Từ được nói theo cái thuộc nền trắng nha biển anh này cho đậm đậm biển lên nha rồi rồi nhỉ đây quên đây phải cho đậm biển lên đấy to to cho mau gần đúng được rồi vào edit text nha vào edit text này viết viết văn bản vào văn bản gì nhỉ anh chấp hành toàn là không đây vào tao thấy viền viền trắng thêm đến sao chữ trắng à chữ màu trắng không đây ra ra chữ vật chấp hành an toàn giao thông tăng độ chữ lên tí đấy phòng giống của nó luôn này chữ đậm chữ đậm B cho chữ B được không à bố hình của Leo A có thể dùng gì khác có thể dùng gì khác vào Leo A nha nhớ là trừ điểm không kệ nó là dùng khác được mà chỉnh bố hình của ta ô hành lắm à kích thừa xóa đi bốn góc vứt là bốn góc bốn hình là bốn góc chúng ta bấm câu lúc mới mở cái ba này thì không thường không có gì đâu bấm câu sẽ hiện đây đi tìm thì thấy thế nhưng mà thường hình thì ấn xóa nhỉ té té thôi bấm té té thường còn dùng chức năng hiện đại về cả hệ thống giao thông Việt Nam khi mà cái đầu tiên cái đầu tiên từ đấy hệ thống giao thông Việt Nam đã đâu rồi nó sẽ sẵn định để giữ này nhìn cái bảng này nhá cho nó hiện đen là chủ đề nó sẽ xuất hiện này mình bấm size number nó cũng sẽ hiện này cái này này tắt thì every tool này nó sẽ hiện hết cái hết đây ngon cái slide đầu tiên không cần mình xóa đi còn cái này thì mình cái dài rồi kéo nó ra mình căn căn tối chuẩn ở giữa cho vào một dòng đi căn tròn ta giữa cho đẹp cho như ứng transition kia và cái anh đang khác ngoài kiểu bốc in cho ba thẻ đài và đây transition này kiểu ngoài đây ngoài của kiểu bốc in cho cả ba cái bốc. Đây. Đây. Ừ, bốc này. Cô chủ nó nói cầu cho ra xin vai kiểu bốc in cho mang cho ai thì chắc thì đó ha. Đã kiểu vai bốc in.
qua đây mình nữa đúng không? Cái góc xin làm nhau bốc in nhỉ? Dưới kéo dưới xem còn không? Có mình thì có, nhà này hết rồi. Còn lăn chuột kéo được cái gì đâu. Hay 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 bọn nó nhầm. Ăn nó nhầm. Chứ làm đều có cái kiểu nào như thế. Ngâm lại cái đèn. Chuối. Trời ơi, sắc kiểu quay rồi. Tất cả đều quay. Chọn tất cả đều quay. Nó yêu cầu gì đó. Cho 3 tự lực trang xong 15 giây không cần nhập chuột. Đặt cái after này 15 giây. After là sau đấy. 15 giây nhá. Ừ. Chọn hai số không cùng chuyện này. Bỏ tích đúng không? Bỏ tích đi chứ. Enter. Tích vào trên này cơ. Để vừa không định. Không bấm không cần bấm click ấy thì nó sẽ tự động. Nó bảo là không cần nhấp chuột mà. Không cần nhấp chuột bỏ tích đi. Thậm chí để được bởi vì là nhấp chuột nhỏ tự chạy nhưng mà không nhấp chuột nó sẽ cứ theo cái after này là nó chuyển thôi. Nhìn được không? Tạo hiệu ứng đường chuyển động motion path cho 4 hình clip art, 4 góc di chuyển cùng lúc hướng về hình xa ở trước. Hiệu ứng lặp lại đến lúc cái kết thúc sự hiệu ứng lặp lại motion path. Đây, cái này đúng không? Bây giờ kích chọn 4 cái giữ control này. Control, chọn tích chuột. Tích chuột chọn 4 cái này. Vào Motion Animation này. Bấm cái này hiện lên cái thanh quản lý. Vào cái More Facet Effect này. À đâu, nhầm. Vào cái More Motion Path này, theo yêu cầu. Đúng rồi. Đấy, mình chọn kiểu đường thẳng đi. Kiểu nào cũng được. Cái này đi. Hướng vào giữa cơ mà. Từ từ sập sau thẳng thiểu này. Đây nha, hướng vào giữa đúng không? À, đây, hướng vào giữa này. Ừ. Nhưng mà vào hẳn tâm luôn nhá. Eo hỏi Việt là nó có cái mũi tên này. Cứ nghĩ tưởng thiểu ra. Mày có năng. Thì đấy là mà cứ nghĩ thực tế thì nó hơn thế. Cái gì thì anh đập giờ một cái này thế được rồi. Thế được rồi, mình chọn buồng cái cùng lúc ấy thì khi mà bấm play nó sẽ tự chuyển cả buồng cái cùng lúc. Không thì ai thích thì có thể để nó như sau, như là để start on click ấy, có cái sau khi sau khi click chuột thì nó mới hiện, hoặc là có thể để start after preview ấy, thì xong khoảng thời gian nào đó thì nó sẽ tự di chuyển mình để delay bao nhiêu gì đó. Không, thông thường toàn để start click preview và chúng ta test lại bốn máy chạy cùng nhau luôn. Chạy hiệu ứng lặp lại cho đến lúc kết thúc, chơi hết 15 giây đấy, lặp lại cho đến lúc kết thúc. Lặp lại có gì delay hay là để cho cả đống này đều chạy trong vòng 15 giây này. Chắc thế, chứ mình vừa sửa này thành 15 giây đỡ phải nó chạy liền lúc trong vòng 15 giây luôn, đỡ phải lặp lại. Thực sự là bây giờ lại chắc lại phải vẽ thêm vài cái ân tinh. Nhưng tôi để cho nó chạy vòng 15 giây. Để tạo hiệu ứng biến mất exit trong cho từng dòng slide 2, chọn tốc độ chậm kiểu biến mất slide 2 đây.
cho từng dòng. Dòng A đi. Biến mất chắc là cho từng dòng. N này. Đấy, biến mất là mò xít này. Bây giờ mình làm từng dòng một nha. Chọn bừa cái đầu tiên. Ok. Đến cái này nữa. Cái đầu tiên luôn. Từ biến mất xong lại hiện. Cho cái này là sẽ tăng tiếp view luôn. Và tất cả cùng biến mất đấy. Đây sẽ nhìn xem thử nhá. Đúng không? Từng dòng biến mất một đúng không? Thế nói luôn hai cái còn lại nó là cái gì ấy? Đâu hai cái nào? Đó là à, cái này là bắt đầu này. Không không. Đây này bốn cái mo này này thì giờ ví dụ để khác yêu cầu ấy. Cái dưới cái dưới cùng hướng ở trong đúng không? Cái này là biến mất đúng không? Cái này bắt đầu này. Cái này di chuyển khi mà ông muốn nhấn mạnh ví dụ như nhấn mạnh cái tiêu đề nhá. Ví dụ nhấn mạnh cái tiêu đề này nhá thì mình chọn cái kiểu này này. Đấy. Sao cho nó nổi bật lên nhá. Ừ, ví dụ nhá. Nó chạy này rồi nhá. Bấm vào nó sẽ nổi bật lên này. Rồi. Chuyển. Chung tùy cái mình thôi. Kiểu vài cuốn thì bị biến thôi. Biến cút. Defect option. Ở đây có thể mình tùy cái đúng đổi kiểu. Ừ, trong nó biến mất theo kiểu gì thôi, cái đấy không quan trọng. Vì nhiều cái nó quan trọng. Cái này tạm thời là như thế. Thử sang cái khác nào. Cái này thì mình chèn nó cơ gì đó. À cũng còn cái thay đổi cái kiểu giống này nữa này. Cắt kiểu giống. Từ kiểu giống thì mình vào cái view này, cái master này. Điền cái này, mình vào nên mình thay đổi cái kiểu giống này. Đầu tiên là dấu chấm nha. Dấu chấm có rồi này. Cái thứ hai là dấu mũi tên này. Tiếp vào phần thứ hai, second level này. Vào home này. Chọn này tiến vào mũi tên này. Cái thứ ba là dấu vuông. Dấu chấm vuông. Thế này. Dòng thứ ba này. Chấm vào, tìm vào chấm vuông. Rồi, từ đâu? Cái sang đấy, đổi sang theo kiểu mẫu trong đề đấy. Tất cả các trang đều thế. Ở tất cả trang mà có cái kiểu gạch số dòng này nó đều sửa như nó đều biến thành như thế này. Bây giờ chỉ để tăng tăng đến số 3 đi. Nó yêu cầu thêm cái Word. Đánh dấu trang ấy. Số này có đánh dấu trang như ở cái header footer thì header footer thì mình có thể thấy rồi đúng không? Còn cái thêm này đánh dấu trang thì vào size 50 luôn này. Mình bảo đánh tích vào slide number ở đây. Rồi every tool. Tất cả nó sẽ hiện ra số trang luôn này, số 1 nhá. Số 2 này. Đây, số 3 đây này. Tại cái màu chữ nó không nổi nên không rõ. Đổi màu chữ nữa. Đổi màu chữ điểm. Bình tĩnh. Cái gì phải bình tĩnh, mình cứ vào slide master này. Thì cái chỗ này này. Đấy, dấu thẳng đấy. Nó thẳng. Đã hôm đổi màu chữ, màu đỏ đi cho nổi bật. Thôi màu đen đi, cho truyền thống. To lên, 20 chẳng hạn. Từ lâu nữa. Trời đấy, to lên luôn. Dạ rồi, thế có phải là bớt tệ không? Bớt tệ. Bớt bòi. Còn một cái ấy, nó có ví dụ như chỗ này, cầu có trong cái này. Nó chạy suốt toàn bộ các slide đúng không? Với vi tính. Mình thử làm. Mình cũng vào view này, slide master này. Mình chọn cái insert slide master này. Tạo cái mới nha. Chỗ này là mình đẩy nhỏ lại. Nhỏ lại tí. Tạo chỗ cái code app. Tạo chỗ cho cái code app này. Mình làm. Rồi, code app này. Insert này. Code app. Rồi cái gì đây? Rồi vi tính.
Đây. Đây này. Sao màu nó nhạt thế nhỉ? Đúng màu. Bảo rồi mới đấy. Đấy, cái đổi đổi sang màu đen luôn. Đổi xoay, xoay ở 90 độ. Làm ra ra trước thì đứng thì lên. Tự đánh. Tự đánh thì thiểu này. Tao hút ra rồi. Tao hút ra rồi tự đánh. Đi sơn. Đi sơn cua đan. Tự đánh. Cua đan. Cái kiểu này là nhô lên trên này. Mình vào tech effect này. Chọn cái này này. Cua đan là không cần. Không chọn cái chữ nào cũng được. Kiểu đấy là kiểu sự chiều. Kiểu có bản vui chọn cái kiểu nào thì được. Đấy gõ vào. Ở đây nha. Nó cái này nó nhô lên này đúng không? Vào chọn cái effect này, chọn cái chân form. Mấy ngày không tiếp là có thể cho nghiêng ra. Xoay à? Xoay 90 độ. Rotate này. Rotate đây này, thì hiểu. Thấy chưa? Xoay phải 90 độ. Mày tích vào cái gì đấy? Tích vào cái thế giới vi tính này chọn cơ mà. Chứ mày... mày tích cái đấy à? Đấy, thấy chưa? Xoay rồi. Xoay. Rồi sau đó kéo nó ra góc này. Rồi chọn màu tí không, tiếp theo là chọn gì để cho nó cong cong như thế. À, chúng ta chọn tích đấy. Tích effect, tích effect chọn cuối cùng ấy đấy, xong chỉ sẽ chỉ thêm rồi phải. Mày chọn cái nào cong tùy mày, cong cong à, cong giống hai. Cong giống như kiểu đó ấy. Thằng thằng thứ nhất cái thứ ba cong cong ấy à, nhất kiểu ba đấy. Đấy rồi rồi có này rồi thì thoát thôi. Phát này. Bây giờ mình chọn cái chỗ này. À, mình ở đây chọn layout này. Chỗ này bao giờ nhỉ? Kéo ra đó. Ơ, cái mình vừa tạo rồi. May lắm rồi. Tôi thích giữ nó kéo. Đây sao sao chỗ tương thế nhỉ? Thế xong rồi dùng đẩy cái chân đi. Để kéo nó đầu ra, đẩy chân nó đi. À à. Nó ở cái này, mờ chỗ này. Quên mất nhìn mãi không ta. Đây là chỗ này ấy. Mình chọn theo cái kiểu mới mình mới tạo không, chỗ này màu chữ nó mờ quá ấy. Nên là đây thì về cái tính này. Chỗ này là kiểu này đúng không? Đấy, đây là thế giới vi tính này. Chỗ này vừa lành đúng không? Đấy, thấy chưa? Cái kiểu mới của mình ấy nó nằm ở phía dưới. Bây giờ một cái nữa trên bảng nhá. Tạo sửa lại mới đi. Sửa lại tất cả đều biến thành cái này rồi ạ. Tất cả đều mất. Lại phải xóa một cái là mất à? Ừ, xóa mất hết. Rồi bây giờ tạo bảng đi. Tạo bảng này. Bảng cũng đơn giản thôi. Và insert bảng đây nó đẹp hơn nhiều. À, đấy, chọn số hàng số cột đúng không? Ở như quân rồi. Tạo như quân được. Rồi thì mình cứ điền các kiểu điền quất thôi.
không gì khác quất cả. Có một số cái như là mình làm quất đan này, ai nhầm mình làm cái smart đan này, cái smart đan trong cái bao boy này là mạnh nhất, mình tạo cái mới đi. À, và bí quyết này trong smart này kiểu vòng tròn của nó kiểu vòng tròn nha, mình tìm kiểu cycle đây chỗ này. Ok, vậy thì nó cũng như lần trước mình làm trên Excel và Word đi, thì mình qua đây mình ngồi sửa 2, 4, 6, 8, 10 cái đúng không? Cho nó có 5 đúng không? Mình cứ F3 này, cứ bấm F3 này. Bao giờ đều thu đủ rồi. 6, 7, 8, 9, 10. Không to đi. Add cái ý con bên trong này. Ở đây có ý thêm chèn thêm ý con. Mình chắc không cần con. Chọn là sao cái tròn nó đã được điểm này. Cái hình ở giữa. Hình giữa đơn giản mà mình chèn bao nhiêu như vào lại không? Vào chèn đi bát vào. Đấy. Yes, xong. Còn cái chuyển, còn cái hoạt họa ở đây nó hay ở cái chỗ này nè. Mình vào cái animation nhá, mình chọn một kiểu xuất hiện của nó này, xuất hiện kiểu này đi. Mình ở đây nó có rất nhiều kiểu này, kiểu này xuất hiện theo ba hướng này, tám hướng này. Cái này mình để là tất cả các chuyện này, cái này mình để là từng cái chuyện luôn này. Đấy, những ngày thay đổi chuyển ra ở đây nhá, cho nhanh lên này. Đấy, nó sẽ xuất hiện rất nhanh trong 1 giây này. Đấy. Mỗi cái 1 giây. Sốt ruột không? Hà Nội tăng học phí từ đầu năm 2012. Cắt không có thông tin ở trong video. Chủ bình 5 năm nay tao thiếu ở mình nữa. Tạo hiệu ứng chuyển động mô mạng motion path đi về sát hướng bên trái cho cụ từ của thế ngày mai hiệu lặp lại 3 lần. Quay đây là số 1 của mình. Rồi quay ra. Rồi đi một chút đi rồi. Đèn lò, đèn lò. Tạm có chữ đi. Quay của lại 3 lần nữa. Hiệu là điều lại 3 lần đi sát về bên trái. Animation S này. Cái mô bát xin này. Về bên đó. Trái này. Ok. Lặp lại 3 lần đi nào. Lặp lại 3 lần á. Mình copy cái này, cái đường C này. À, mình cứ đi cú vào đây mình làm ba lần cho nó luôn. Đẹp tiếp này. Ba lần đi tiếp nhau. Xuống cái vào lấy rồi mà giữa cũng vậy đúng không? Nhưng mà mình kéo lại thời gian cho nó ấy. Còn đây ba cái thì mình làm ba cái ba lần. Chỗ này mình sẽ để là nó sẽ xuất hiện sau này. Sau khi preview nó sẽ xuất hiện sau luôn này, thử xem. Ô, cả ba cái cùng một lúc à?
so với trước. Definition. Không. Tức là ví dụ nha, ông chọn cái đầu tiên là sau tất cả trong 15 giây đúng không? Cái đầu tiên sau 5 giây, cái thứ hai sau 10 giây. Thế thì delay hả? Để delay vậy. Cho thời gian chạy của mỗi cái là 5 giây. Xong rồi cái thời gian xuất hiện bắt đầu chạy của nó nữa. Vì lấy cái này chạy mất 2 giây, đi cái này thì lấy mất 2 giây này. Cái này sẽ đi lấy mất 4 giây này. Qua đây xem vừa này. Đấy, đúng rồi. Đấy, thế mình căn cứ vào thời gian nó bắt đầu này. Thời gian nó chạy hết bao nhiêu thời gian để hết cái hướng này, sau đó mình tự mình chia tìm thì đã thôi. Tự mình chia mình tìm đây đã thôi. Không có gì cả. Xem cái khác nó thế nào. Thế dễ hơn. Chỗ này mình lại phải cái chỗ này, cái đoạn smart này mình phải điều chỉnh nhiều đấy, tạo cái mới nhá. Smart nha. À, chạy kiểu nào bây giờ nhỉ? Mấy cửa liên hệ này nhỏ hay gì đấy? Ôn xem có nào phù hợp không? Nhiều cái. Đây cái này. Đây đây cái này chọn cái này nhá. Ok. Hơi nhiều đúng không? Cái này chỉ cần 6 cái thôi. Giảm bớt đi thôi. Giảm bớt đi. 4 cột đúng không? Lại phải ngồi kéo ra di chuyển hơi vất vả đấy. Có khi bê ra mà nó quay luôn chứ. Đấy, đúng rồi. Gì đến đầu mũi tên nó chọc kia đấy. Sợ đời đời trái ngang, sau này cũng gặp được cuốn. Mẹ đi. Dừng video có vài câu gố bao phải. Đó. Đấy. Tội cái này giảm kích thước của nó đi. Ở đây mình giảm này. Đó, bấm vào format nhá. Chọn ôn này. Chỗ nào đi. Bấm vào format chọn 10. Chúng ta cái đéo gì này. Cái thứ nhất. Cái thứ nhất. Đến là độ cao. Nhầm 10 nha. Rồi 20 này. Tụi ta kéo gì đó. Đây là. À, to quá. Có 1.6 với 2.7. Cái chỗ này. 1.5 à. Ôi đủ, nó ra cái gì này. Thôi tự dùng tay đi, bởi vì nó có ít mà. Dùng tay zoom nó vào, zoom nhỏ vào. Dùng tay vậy. Dùng tay zoom lại đều. Không, làm từng cái một. 1.5 2.4 2. Chỉnh cái này ngu người. 1.5 Giữ control nó tích cả một cái. Chắc được đấy. Từ từ sao. Tích cả 4 cái đi.
đang di chuyển tất cả đấy, bỏ tay ra. Bỏ ra. Một chấm năm này. Được đấy. Ôi bé quá rồi. Bây giờ mình sắp xếp lại cho nó đây này tí. Yes, ra đây mua đi. That right. Kiếm cho nhớ hiểu được. Im mẹ đi. Fuck. Đấy là người. Nhưng mình cái chữ hiểu không sao được. Bố đéo chỉ nữa được. Rồi, ngồi tự điền đi. Ngồi tự điền tiếp đi. Em đề bắt điền thì điền nốt đi. Điền gì? Điền điền nốt đi. Rồi làm cái ứng như kiểu của nó này. Ôn táp mà con trôn táp thằng thiếu. Tưởng là con trôn táp được. Ôn táp, con trôn táp là gì? Đây, được rồi. Đã chơi cái đấy. Sao con chơi phải ông bảo chơi cái đấy được? Chơi đấy ra kiểu bệnh khác. Vì ôn táp nhanh hơn. Đỡ là người cứ chọn lại rồi. Cái rung nào ngồi đến máy rảnh à, mất thời gian của các bạn. Đúng rồi. Đấy. Nhanh không? Đố xem nó yêu có làm gì. À, câu số A đi. Tại hướng gì đây? Tại hướng Sanson kiểu bất kỳ ấy. Ờ thế số mày mày làm thử đi. Đội tao làm ơn mày, bỏ mày làm thử đi. Sanson à? Tại hướng Ephemid. Đổi sang bao voi mà mày làm gì? Sanson này. Cuốn táp. Ken. Rồi. Không, Johnson. À, Amazon. Hả? Johnson mà. Đâu. Johnson dưới, dưới dưới dưới. Dưới cơ mà, tao ở dưới cơ mà. Amphamisit. Amphasit. Amazon. Alpha rồi. Vào S. Hả? S đi. Nó chọn kiểu gì? Alpha C đây. C. Đây, cái vùng thứ hai đây. Dạ. Yeah. Rồi nó yêu cầu chọn kiểu nào trong vùng đấy. Chọn, nó yêu cầu chọn dưới đây. Quay lại để chị xem nó yêu cầu gì. Quay lại đi. Dạng Glowing. Glow rồi. Đây. Hình như có đấy. Rồi, em ơi. Không to. Bao nhiêu phần trăm? 120. Rồi ngồi chỉnh đi. Cho từng đối tượng. Bắt tay. Chôn. Tôi chọn tất. Vì chọn tất bị kiểu năng à? Chỗ này là tất tổ. Từ khi mày vào đây mày giã nhỏ ra. Chỗ 120% rồi. Mày đéo biết đâu không? Ừ đúng rồi, đúng là tao không biết thật. Lager này. Lớn hơn. Lớn hơn. Nhưng mà không biết bao nhiêu phần thử tích vào cái đấy xong để mình chọn phần trăm nhỉ. Đây, bấm nút vào. À, bấm nút vào đấy à? Ờ 120. Đúng rồi, mấy thằng kiểu 5 thôi. Giờ mới động vào. Được có rồi. Ờ. Chưa có hẳn số 2. Ờ, à quên mất. Nhớ up ly à. 2, 4. Đấy, ok. Nhưng mà nó bảo cho từng đối tượng đúng không? Cho từng đối tượng ấy, thì chỗ em phải chọn là one by one. Đúng rồi. Nhưng chậm quá. Đúng rồi, nãy là mình tất cả. Đúng không? Tất cả cùng lúc, còn bây giờ là lần lượt đúng không? Lần lượt. Nhưng chậm quá thôi, xuống không 1 giây đi. 1 giây vẫn chậm nhé, không biết 0.5 thôi. Nhanh chưa? Quá nhanh. Very good. Hết rồi. Ờ, không hết rồi. Ông nghĩ có nên dừng đây không? Hay còn nói thêm gì nữa? Tôi bảo là các bạn câu nào khó thì nghỉ là... đi. Câu nào khó thì bỏ qua đi. Câu này làm chống liệt thôi. Đúng. Chống liệt thì cũng phải khá tí chứ. Bao nhiêu điểm? Chỗ menu hôm ấy chắc là như quốc rồi. Hả? 20 điểm. Tất cả là 20. Nam luôn đến 20 điểm. À từ từ trong này ví dụ có yêu quái đản nào ví dụ như là chèn 20 linh chẳng hạn. Ví dụ như là chỗ chiếc tiền này, yêu nó cầu chèn 20 linh ấy.
quét này. Chuỗi điểm nghịch nó cũng đi hyperlink được. Ví dụ chỗ này hyperlink nhá. Ở đây hyperlink này, bấm vào này. Rồi mình sẽ tìm đến cái file chỉ rõ nào đó, ví dụ như là đường con ảnh đâu nhỉ? Cẩn thận. Cẩn thận chứ kinh vào. Thế nào sẽ được. Đấy thì bây giờ khi chạy này nhá. Vào hyperlink nhá, chạy này, bấm vào đây này. Nó ra. Chưa kịp bấm. Không lên à? Nó để hưởng thực tiễn rồi. Trái. Đấy thì đấm nào cũng được. Tôi đi bỏ qua đây. Từ. Đi mẹ đi. Ông biết em lại nhi ở bên đâu em không cho ông chuyện riêng của video cút this is a new video a new video ông cứ hỏi người em đấy không biết tao đây ví dụ mình chọn các kiểu khác này mình có thể đổi lên đổi nền đây vào cái lâu này nó bộ không hề sắp kéo đi color mở cái lâu có cái áo kệ tao miễn là cái đúng chỗ là đã đeo hướng dẫn rồi đó phần quan điểm qua làm anh em cứ đi tìm cái lâu họ vào đây đổi các kiểu như tình nói chung là chẳng là những cái đấy nó cũng không yêu cầu được vì thôi ừ, có ba đề thôi chắc hết rồi kết thúc đây nhá tất cả nội dung chỉ còn đấy ba câu thôi đề ba câu tao nói từ trước rồi thì đề ba câu một hai ba là ba phần hai thôi chính xác là như này được chính xác là như thế còn chỉ có như này thôi còn gì để ngoài nữa tắt đi chơi kết thúc chưa con hỏi gì không hai anh còn hỏi gì không hỏi thôi bây giờ sang hỏi tiếng Anh